gian hình thành và phát triển, thì đến nay iGroup đã thực sự là một mái nhà. Ở nơi đó mọi người không chỉ đồng hành với nhau, không chỉ chia sẻ với nhau, mà ở nơi đó mọi người còn tạo động lực cho nhau trong công việc và cuộc sống. Và buổi tối ngày hôm nay sẽ là hội tụ của rất nhiều những người trẻ tuyệt vời. Nga mong muốn rằng là chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái điều gì đó cho cộng đồng. Cả nhà có đồng ý không ạ? Một tràng pháo tay nếu mà cả nhà ủng hộ.